chặt từng nụ hôn cho nhau, dù còn chắc bao lâu rồi vẫn nhau. Tin em anh là cao hơn ra đây chỉ đôi xưa, giờ còn đâu? Ở đây là Bixi Hà Đông đó anh Hoàng. Dạ. Mua vé liên hệ với em với chị, số điện thoại của chị là 0907993979. Nha là Long Bình Vũ. Liên hệ liền với em, gọi liền đi. Cảm ơn.
ơn Tùng Tây nha. Hôm nay 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, cũng là ngày sinh nhật của chị đó, Tùng Tây. Việt ơi, lấy vé đi Việt. Ai chưa có vé thì nhanh nhanh mua vé, liên hệ mua vé nha, cũng gần hết rồi đó nha mọi người. Chào nhỏ, mũm mỉm. Anh nói gì, nói đi, cứ nói đi.
nhớ mời mọi người. Hello. À, nhớ mọi người quá, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ gặp tất cả mọi người rồi. Đây, nhiều người hỏi anh Quang Huy lắm đây, anh Quang Huy đang đứng đây. Vâng, cảm ơn Viết Dũng nha. Trước tập trước khi live show tập lại hết và vỡ bài lại hết. Phải nói là thay đổi hết tất cả nhạc để cho nó mới trên sân khấu. Và khi nào ngày 10 tháng 3 mọi người đến live show sẽ thấy được những sự khác biệt trong những ca khúc hit mà Phúc đã từng trình diễn. Bây giờ thì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, nên là mọi người cố gắng đến ủng hộ thiệt là đông nha. Hello Thanh Phương. Hello Trần Thanh Nga. Sao anh không làm live show trong Sài Gòn hả anh? Làm show ở Đà Nẵng đi anh ơi. Vâng, từ từ các bạn. Để xong xong show nào tính show đó chứ. Ở Cung Việt Show thì chắc là ngày 9 Phúc sẽ sáng ngày 10 Phúc sẽ tập và Phúc khảo tại Cung Hữu Nghị Việt Show nha cả nhà. Cảm ơn cô Sâm Ly nha. Gần 20 năm mà hát vẫn đỉnh như xưa. Cảm ơn em rất nhiều. Nguyễn Hoàng Lâm, anh ơi hát bài Khắc Họa Tương Tư đi anh. Cảm ơn Nhung Nguyễn nha. Live show của Phúc tổ chức tại Cung Hữu Nghị Việt Show Hà Nội. Địa chỉ 91 Trần Hưng Đạo, Hoàng Kiếm. Cả nhà nhớ đến ủng hộ đông thiệt là đông. Ok. Thôi bây giờ Phúc tập tiếp nha cả nhà, hẹn gặp lại nha. Chào mọi người nha, ai chưa có mua vé thì liên hệ số điện thoại của Kim 0907993979 để lấy vé nha. Xin chào mọi người. Rối.